sạt lở 9 người chết ở Hà Giang, Bộ trưởng Công an chỉ đạo quyết liệt tìm kiếm cứu nạn. Sạt lở 9 người chết ở Hà Giang, Bộ trưởng Công an chỉ đạo quyết liệt tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, trưa 12 tháng 7, trên tuyến quốc lộ 34 tại vị trí km 10 950 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, xảy ra vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn. Chiều dài sạt lở khoảng 80 mét, khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 1.000 mét khối. Chiều cùng ngày đã khắc phục cơ bản, giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, từ đêm 12 tháng 7 đến rạng sáng ngày 13 tháng 7, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa lớn tại vị trí cũ. Sạt lở tiếp tục xảy ra với khối lượng đất đá lớn, ước tính khoảng 2.000 mét khối, lấp một xe khách 16 chỗ. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài 13 nạn nhân, trong đó có 9 người được xác định đã tử vong. Nhận được thông tin về vụ sạt lở đất, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn. Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương, quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Về thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang thông tin, vào khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 7, xe khách 16 chỗ đang di chuyển hướng từ thành phố Hà Giang, Bảo Lâm, Cao Bằng thì bị đất đá sạt lở chèn vào. Diễn biến sau đó, nhiều hành khách và người dân đi đường tham gia hỗ trợ đẩy xe ra khỏi chỗ sạt lở thì bất ngờ hàng nghìn mét khối đất đá ụp xuống, vùi lấp nhiều người. Đây là một tai nạn rất thương tâm, đau lòng do thiên tai gây ra, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông chia sẻ. Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu. Ngày 13 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đơn vị đã bàn giao vụ án hình sự liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An điều tra xử lý. Trước đó, vào khoảng ngày 2 tháng 3, tại km 390 337, cao tốc quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu hướng Hà Nội đi Nghệ An, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Thời điểm trên, xe đầu kéo chở theo nhiều ống sắt lưu thông trên cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách, khiến cho đầu xe kéo bị lật nằm nghiêng. Tiếp đó, ô tô di chuyển tới đã tông trúng và sau đó kéo theo rơ móc. Cú tông mạnh khiến cho đầu xe ô tô con bị bẹp sún. Vụ tai nạn khiến cho các phương tiện hư hỏng nặng, may mắn không gây thiệt hại về người. Qua điều tra, Cục Cảnh sát Giao thông xác định vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm. Ngày 23 tháng 4, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sức khỏe của đại úy cảnh sát giao thông bị hai thanh niên tông gục tại chốt kiểm tra nồng độ cồn thế nào? Sáng 13 tháng 7, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đại úy Hoàng Hùng Cường, tổ công tác 238 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Tĩnh vẫn đang điều trị ở khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Hiện sức khỏe đã khả quan. Bệnh viện đang theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực và vết thương tay trái của đại úy Cường. Theo đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 12 tháng 7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn tại km 508 800 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ thì Dương Nhật Hoàng, sinh năm 2007, điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn Đài, sinh năm 2007, cả hai không đội mũ bảo hiểm, di chuyển theo hướng từ Bắc Nam chạy tốc độ cao, lao thẳng vào chốt kiểm tra của lực lượng chức năng. Lúc này, đại úy Hoàng Hùng Cường trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ bị các đối tượng tông trúng. Cú tông mạnh khiến đại úy Cường cùng hai thanh niên ngã xuống đường. Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đưa ba người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhà tao tao đổ, phải tồn của tao, tao làm, của mày à, đi thưa. Bây giờ làm được công an thưa nè, thưa đây. Vụ người đàn ông là nỗi ám ảnh ở Tân Bình, tiếp tục quấy rối. Mới đây, người dân ở hẻm 783 đường Cách mạng tháng 8, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bức xúc, phản ánh nỗi ám ảnh liên quan đến người đàn ông ngụ tại hẻm này.
Người đàn ông tên Tuấn là người mà báo chí phản ánh đã quấy rối, chửi bới, tra tấn âm thanh, tạt chất bẩn vào nhà một số người dân ở hẻm 783. Điển hình như trường hợp ông Huỳnh Văn Cường, 46 tuổi, cho biết năm 2020 có thuê lại một ngôi nhà 4 tầng trong hẻm 783, mục đích sử dụng cho những người khác thuê lại. Được một tháng, ông Tuấn, nhà đối diện, đã nhiều lần dùng rác, mắm tôm, tạt vào nhà ông Cường. Ông Cường trình báo đến công an phường 6 thì vụ việc được giải quyết. Tuy nhiên, sau đó ông Tuấn mở nhà công sức lớn thời gian 24/24 giờ, đồng thời thường xuyên quay video, chửi bới những người thuê trọ ông Cường hoặc gia đình ông. Thấy ông Tuấn có nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đưa ông Tuấn vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để giám định tâm thần. Khoảng một tháng sau, ông Tuấn được trở về nhà. Từ ngày trở về nhà, ông Tuấn mở loa công suất lớn 24/24 giờ tra tấn người dân. Đáng nói, đến khuya ông Tuấn sẽ chĩa thẳng loa ra ngoài hẻm. Tiếng nhạc sập sình vang dội, ồn ào khiến nhiều hôm tôi mất ngủ. Chưa kể, ông cũng hay ra đường chửi ai không rõ nguyên nhân và mâu thuẫn với người khác. Chúng tôi không biết ông Tuấn còn làm ra chuyện gì nữa, một người dân ngụ tại hẻm 783 nói. Laptop bốc cháy trên máy bay, 3 hành khách bị thương. 3 hành khách bị thương trên chuyến bay sắp khởi hành từ San Francisco sau khi một laptop bốc cháy trong khoang khách. Theo hãng tin AP, chiều ngày 12 tháng 7 theo giờ địa phương, trong lúc chuẩn bị khởi hành từ sân bay quốc tế San Francisco, máy bay Airbus A321neo của hãng hàng không American Airlines đã phải sơ tán hành khách khẩn cấp sau khi một đám cháy bùng lên trong khoang máy bay. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, khói từ đám cháy trên được phi hành đoàn phát hiện khi hành khách đang di chuyển lên máy bay. Đám cháy sau đó được dập tắt khi quá trình sơ tán hoàn tất. Trong thông cáo được American Airlines phát ra không lâu sau vụ việc, hãng hàng không này xác nhận vụ cháy phát sinh từ một chiếc máy tính xách tay của một hành khách. Thông cáo nêu, trong quá trình lên máy bay của chuyến bay số hiệu 2045 có hành trình bay từ San Francisco đến Miami, phi hành đoàn phát hiện khói bốc ra từ hành lý của một hành khách. Chiếc túi đã nhanh chóng được phi hành đoàn mang ra khỏi máy bay và toàn bộ hành khách được sơ tán. Chúng tôi cảm ơn phi hành đoàn vì sự chuyên nghiệp và xin lỗi các hành khách vì sự bất tiện này. Vụ việc trên khiến 3 khách bị thương nhẹ, trong đó có một người bị tai nạn trong lúc sơ tán, đưa hành khách trở lại khoang chờ. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.